Tiếp tục là mình ôn tích phân của hàm ẩn. Thì đối với dạng số 3 này thì để giải được bài tập câu số 28 thì ở đây các bạn sẽ đặt u của các bạn là bằng x mũ 3 cộng x, thì các bạn đạo hàm hai vế. Thì nhớ lưu ý là cái mẹo của cái bài này là yêu cầu tính tích phân là fx dx cộng chạy từ 0 cho đến 2. Thì vì tích phân nó không phụ thuộc vào biến cho nên ở đây thầy có thể thay bằng fu du đi, thầy sẽ thay là bằng fu du đó. Rồi. Và như vậy thì bây giờ thầy thế như thế nào? Thì fu của thầy, vì đề bài nó cho là f của x mũ 3 cộng x mà thầy đặt cái lượng đó là u rồi, cho nên fu của thầy là bằng x bình trừ trừ 1, nên chỗ này là x bình trừ 1. Còn du, du thì thầy đã đạo hàm ở cái lượng phía trên rồi nên thầy thế vô thôi. Rồi, còn quan trọng cận nè. Quan trọng cận thì bây giờ thầy đi đổi cận nè. Thì nhớ lưu ý cận của thầy, u của thầy là cận chạy từ 0 cho đến 2. Như vậy thì thầy thế vô 0, tức là thầy thế vô cái phương trình này. Đó, bằng 0. Như vậy thầy sẽ giải ra. Như vậy thầy ra được là x của thầy bằng 0. Còn nếu không thì các bạn có thể bấm giải phương trình bậc 3 nhé. 1, 9, 2, 3. Hệ số là 1 này, 0 này, 1. Hệ số tự do của mình cũng là 0 luôn. Như vậy kết quả nó chỉ ra được một nghiệm của thầy là 0 thôi. Cho nên chắc chắn cộng của mình, cộng dưới sẽ là 0. Tương tự như vậy, cộng trên của thầy là 2, thì thế vào đây. Đấy, thì chỗ này thầy sẽ sửa lại hệ số tự do của thầy là bằng trừ, trừ 2. Kết quả của thầy, nghiệm của thầy là 1 thôi. Còn hai nghiệm kia là nghiệm phúc, thầy không quan tâm hết. Như vậy đây, cộng của thầy chạy từ 0 cho đến 1. Rồi, và như vậy thầy bấm tích phân là xong kết quả. Cụ thể, x mũ 2 trừ 1, 3x mũ 2 cộng 1 cộng chạy từ 0 đến 1. Kết quả là trừ 16 phần 15 và thầy chọn đáp án là câu D. Đấy, nó rất là dễ. Các bạn đổi biến rồi đổi cộng rồi sau đó là các bạn thế số vô là các bạn bấm máy tính thôi. Cái dạng hàm ẩn này rất là nhanh. Rồi, tiếp tục này. Thầy sẽ sửa qua câu 19, câu 29 nó cũng tương tự như vậy. Câu 29 y chang như vậy, thầy sửa nhanh ha. Như vậy đầu tiên thầy đặt u của thầy là x mũ 3 cộng cho 2x trừ 2. Thầy đi đạo hàm thì sẽ ra được là cộng 2 như thế này. Rồi, và hiển nhiên là fx dx cộng chạy từ 0, từ 1 cho đến 10. Thì thầy cũng sẽ sửa thành là fu du. Như vậy thì khi đó thầy sẽ thế cái biểu thức của thầy, fu của thầy đề bài cho là 3x trừ 1. Dĩ nhiên là hai cái cộng này lát nữa thầy mới đi tính lại hai cộng này nhé. Hai cộng này thầy mới đổi cộng sau này. Rồi, fu là 3x trừ 1. Còn du thì là thầy thay bằng 3x bình cộng 2 thì x. Bây giờ quan trọng là thầy đổi cộng thôi. Đổi cộng thì đầu tiên thầy sẽ thế vô cái biểu thức này nè. Rồi, đầu tiên cộng của mình là bậc 1 thì thầy thế bậc 1. Như vậy thầy sẽ dùng máy tính giải phương trình bậc 3. 1, 9, 2, 3. Hệ số là 1, 0, 2. Nhớ chuyển hệ số tự do qua bên trái hết nhé. Như vậy là trừ, trừ 3. Kết quả là 1 thôi. Nó chỉ có một nghiệm, nghiệm thực là 1. Như vậy chỗ này thầy sửa là 1. Tương tự như vậy, cộng trên là 10, vậy thầy thế chỗ này là 10. Và ở đây thầy sẽ sửa lại hệ số tự do thôi. Hệ số tự do chuyển qua thành là trừ, trừ 12. Kết quả là bằng 2. Và phần còn lại thì quá đơn giản rồi. Các bạn bấm tích phân bằng máy tính. 3x trừ 1. 3x mũ 2 cộng 2 cộng chạy từ 1 cho đến 2. Rồi, đáp án của mình sẽ là câu C. Tương tự như vậy. Câu 30 cũng vậy. Câu 31 cũng tương tự như vậy.